Chào các em, hôm nay cô sẽ giới thiệu bài học số 10, bộ chuyền bánh răng côn. Bài học này gồm các nội dung sau: 1. Công dụng của bộ chuyền. 2. Các thông số của bánh răng côn. 3. Cách vẽ quy ước. 4. Cách ghi kích thước theo TCVN. 5. Cách vẽ quy ước bộ chuyền bánh răng. Và cuối cùng là bài tập áp dụng. Nội dung thứ nhất của bài học: công dụng của bộ chuyền. Bộ chuyền bánh răng côn dùng để chuyền chuyển động quay giữa hai trục cắt nhau, thường góc giữa hai trục là 90 độ. Ví dụ, đây là nguyên lý làm việc của bộ chuyền bánh răng côn. Giả sử nhìn theo hướng mũi tên thì trục của bánh 1 có phương thẳng đứng và trục của bánh 2 có phương nằm ngang. Như vậy, trục của hai bánh răng này có phương vuông góc với nhau. Nguyên lý làm việc của bộ chuyền bánh răng côn được mô tả cụ thể hơn trong cơ cấu chuyển động của khoan tay. Khi quay tay quay thì đầu của mũi khoan sẽ quay theo. Như vậy, các em quan sát tại vị trí của hộp số. Tại vị trí này có cấu tạo gồm một bộ chuyền bánh răng trụ và một bộ chuyền bánh răng côn. Các em quan sát trên hình, trục của tay quay có phương thẳng đứng và trục của đầu mũi khoan có phương nằm ngang. Hai phương này hợp với nhau một góc 90 độ để đảm bảo nguyên lý làm việc của cơ cấu là chuyền chuyển động quay giữa hai trục vuông góc nhau. Sau đây là một số loại bánh răng côn thường dùng. 1. Bánh răng côn răng thẳng. 2. Bánh răng côn răng cong. Như vậy, bánh răng côn có răng được hình thành trên mặt côn. Mặt côn gồm mặt côn chính là mặt làm việc dùng để biểu diễn chiều dài răng. Mặt côn phụ có phương vuông góc với mặt côn chính dùng để biểu diễn chiều cao của răng. Như vậy, các thông số của bánh răng côn sẽ được biểu diễn trên mặt côn phụ. Nội dung thứ hai của bài học: các thông số của bánh răng côn. Các em lưu ý, bánh răng côn có răng hình thành trên mặt côn. Các thông số của bánh răng gồm mô đun xét trên đáy lớn ký hiệu ME, số răng ký hiệu Z, góc côn chia ký hiệu Theta. Các em quan sát trên hình, góc côn chia là góc được tạo bởi mặt côn chia và trục của bánh răng. Thông số thứ tư, chiều cao đỉnh răng, HAE bằng ME. Để vẽ được chiều cao đỉnh răng, các em sẽ giới hạn chiều dài mặt côn chia bằng kích thước D bằng MZ. Từ điểm giới hạn này, em sẽ kẻ đường vuông góc với mặt côn chia. Các em sẽ vẽ ở mặt trên và vẽ ở mặt phía dưới. Đây được gọi là mặt côn phụ. Trên mặt côn phụ, các em vẽ chiều cao đỉnh răng HAE bằng ME. Thông số thứ 5, chiều cao đáy răng HFE bằng 1,2 ME. Thông số này cũng được vẽ trên mặt côn phụ. Thông số thứ 6, bề dày vành răng N bằng từ 2,5 đến 4 nhân với mô đun ME. Thông số này các em cũng vẽ trên mặt côn phụ. Thông số cuối cùng, chiều dài răng B. Chiều dài răng B các em sẽ nối từ đỉnh của bánh răng lên đến đỉnh răng, thì chiều dài răng sẽ được hình thành trên mặt côn đỉnh. Các em giới hạn chiều dài răng, sau đó hoàn thành hình biểu diễn. Như vậy, đây chính là hình chiếu dọc trục của bánh răng côn được vẽ bằng các thông số. Dung thứ 3 của bài học: vẽ quy ước bánh răng côn. Các em quan sát trên hình, đây là hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh của bánh răng côn. Như vậy, hai hình biểu diễn này có cấu tạo phức tạp, vì thế nó được vẽ quy ước như sau. Các hình biểu diễn được vẽ quy ước gồm hình cắt dọc trục và hình chiếu vuông góc với trục. Trên hình cắt dọc trục quy định, đường sinh mặt đỉnh vẽ nét liền đậm. Đường sinh chia vẽ nét chấm gạch mảnh. Đường sinh mặt trụ đáy vẽ nét liền đậm. Chiều cao răng không bị cắt. Hình biểu diễn thứ hai là hình chiếu vuông góc với trục. Trên hình biểu diễn này quy định đường tròn mặt đỉnh lớn vẽ nét liền đậm. Đường tròn chia
vẽ nét chấm gạch mạnh. Đường tròn mặt đỉnh nhỏ, vẽ nét liền đậm. Các em lưu ý, đường tròn của mặt đáy không vẽ, còn đường kính của lỗ và rãnh then trên lỗ các em vẽ nét cơ bản, đó là nét liền đậm. Ví dụ, cho bộ truyền bánh răng côn răng thẳng như hình, hãy vẽ bánh răng nhỏ, biết mô đun của đáy lớn, ME, số răng của hai bánh Z1 và Z2. Như vậy, để vẽ bánh răng côn này, các em sẽ làm theo hai bước. Bước 1, các em phải tính toán được các thông số có liên quan đến bánh răng. Các thông số gồm đường kính vòng chia của bánh 1, đường kính vòng chia bánh 2, chiều cao đỉnh răng, chiều cao đáy răng, bề dày vành răng, chiều dài răng, đường kính may ơ nếu có và chiều dài may ơ nếu có. Sau khi tính toán các thông số của bánh răng, các em sẽ sang bước thứ 2, đó là trình tự vẽ. Trình tự vẽ sẽ được thực hiện qua các bước sau. Bước 1, các em vẽ mặt côn chia bằng hệ thống đường tâm. Ở bước này, các em vẽ đường tâm ngang trước. Sau đó các em vẽ đường tâm đứng. Đường tâm đứng có kích thước D1. Tiếp theo, các em sẽ xác định đỉnh của bánh răng dựa vào kích thước D2/2. Sau đó, từ đỉnh các em sẽ vẽ được mặt côn chia. Bước thứ 2, các em vẽ mặt côn phụ. Mặt côn phụ có phương vuông góc với mặt côn chia. Bước 3, các thông số của bánh răng sẽ được vẽ trên mặt côn phụ gồm chiều cao đỉnh răng HAE. Các em sẽ vẽ ở mặt phía trên và mặt phía dưới. 2. Chiều cao đáy răng HFE. 3. Bề dày vành răng N. Bước 4. Từ đỉnh các em sẽ nối với đỉnh răng để xác định mặt côn đỉnh. Chiều dài của răng sẽ được vẽ trên mặt côn đỉnh. Do đây là hình cắt dọc trục, cho nên các em sẽ tiếp tục nối từ đỉnh đến đáy của bánh răng. Sau đó, các em vẽ chiều dài răng trên đáy. Như vậy, ta đã hoàn thành xong trình tự vẽ hình cắt dọc trục của bánh răng côn. Trên hình chiếu vuông góc với trục của bánh răng, lần lượt vẽ các vòng tròn sau. Vòng tròn đỉnh răng của đáy lớn vẽ nét liền đậm, vòng tròn chia, vòng tròn đỉnh của đáy nhỏ, vòng tròn phần khuyết lõm và đường kính lỗ. Như vậy, ta đã thực hiện xong trình tự vẽ của bánh răng côn gồm hình cắt dọc trục và hình chiếu vuông góc với trục. Bản vẽ chi tiết của bánh răng côn gồm có các nội dung sau. 1. Đó là các hình biểu diễn cô vẽ bằng màu đen. 2. Là kích thước được vẽ bằng màu đỏ. Thứ 3, đó chính là yêu cầu kỹ thuật. Yêu cầu kỹ thuật gồm có độ nhám và dung sai, cô biểu diễn bằng màu xanh. Thứ 4, bảng số liệu được đặt ở phía trên bên phải của khung bản vẽ. Và thứ 5, chính là yêu cầu kỹ thuật. Mà những yêu cầu kỹ thuật này các em không thể biểu diễn trên hình vẽ và cũng không thể liệt kê trên bảng kê, sẽ được đặt ở phía trên của khung tên. 5 của bài học vẽ quy ước bộ truyền bánh răng côn. Đây là hai hình biểu diễn của bộ truyền bánh răng côn được vẽ theo quy ước, gồm hình cắt dọc trục và hình chiếu vuông góc với trục. Các em lưu ý, tại vị trí khoanh tròn màu đỏ chính là vùng ăn khớp của hai bánh răng, thì tại vị trí ăn khớp, đỉnh răng của bánh bị dẫn vẽ bằng nét đứt. Các em lưu ý, trình tự vẽ quy ước bộ truyền bánh răng côn được thực hiện qua 4 bước sau. 1. Tính toán các thông số của bánh răng theo công thức. 2. Vẽ hệ thống đường trục dựa vào kích thước D1 và D2. 3. Trên hình cắt dọc trục của bánh răng, các em vẽ mặt côn phụ vuông góc với mặt côn chia. Trong đó, chiều cao đỉnh răng, chiều cao đáy răng và bề dày vành răng được vẽ trên mặt côn phụ. Ở bước này, các em lưu ý, tại phần ăn khớp, đỉnh răng của bánh bị dẫn vẽ bằng nét đứt. Bước thứ 4, các em sẽ lần lượt vẽ các vòng tròn trên hình chiếu vuông góc với trục của bánh răng.
Ví dụ 2, cho bộ bánh răng côn răng thẳng như hình. Yêu cầu, các em vẽ quy ước bộ truyền giảm tốc. Các em lưu ý, để vẽ được bộ truyền bánh răng côn thì bước đầu tiên các em phải tính toán được hàng loạt các thông số có liên quan đến hai bánh răng. Sau khi tính toán xong các thông số theo công thức, các em sẽ sang bước thứ hai là trình tự vẽ. Trình tự vẽ quy ước bộ truyền bánh răng côn được thực hiện qua các bước sau. Bước 1, vẽ mặt côn chia của cả hai bánh răng bằng hệ thống đường tâm. Như vậy, ta đã hoàn thành xong mặt côn chia của bánh răng thứ nhất. Các em quan sát trên hình, theo dõi cách vẽ mặt côn chia của bánh răng thứ hai. Như vậy, ta đã hoàn thành xong mặt côn chia của bánh răng 1 và bánh răng 2 trên hình cắt đứng. Các em quan sát trên hình để vẽ hệ thống mặt côn chia của cả hai bánh này trên hình chiếu cạnh. Mặt côn chia của bánh 2 trên hình chiếu cạnh vẽ giống như mặt côn chia của bánh 2 trên hình cắt đứng. Như vậy, ta đã hoàn thành xong mặt côn chia của cả hai bánh răng trên hình cắt dọc trục là hình cắt đứng và hình chiếu vuông góc với trục là hình chiếu cạnh. Bước tiếp theo, trên bánh răng thứ nhất, các em sẽ vẽ mặt côn phụ. Mặt côn phụ vuông góc với mặt côn chia. Sau đó, dựa vào mặt côn phụ và các thông số của bánh răng 1, các em lần lượt hoàn thành bản vẽ của bánh răng thứ nhất. Tại vị trí của lỗ, các em sẽ lắp trục vào và trên trục sẽ lắp then. Đối với bánh răng thứ nhất, có 3 chi tiết, do đó các em sẽ lần lượt đánh số thứ tự của 3 chi tiết này trên bản vẽ. Bánh răng thứ hai, các em sẽ vẽ tương tự như bánh răng thứ nhất. Đầu tiên, các em vẽ mặt côn phụ vuông góc với mặt côn chia. Sau đó, dựa vào mặt côn phụ và các thông số được tính toán của bánh răng thứ hai, các em lần lượt vẽ để hoàn thành hình biểu diễn của bánh răng thứ hai. Tại vị trí của lỗ, các em sẽ vẽ trục được lắp vào. Như vậy, bánh răng thứ hai cũng gồm có 3 chi tiết. Các em lần lượt đánh số vị trí của các chi tiết trên bản vẽ. Sau khi vẽ xong hình cắt đứng, các em sẽ vẽ hình chiếu cạnh. Như vậy, ta đã hoàn thành xong hai hình biểu diễn của bộ truyền bánh răng côn được vẽ theo quy ước, gồm hình cắt dọc trục là hình cắt đứng và hình chiếu vuông góc với trục là hình chiếu cạnh. Bản vẽ bộ truyền bánh răng côn được trình bày gồm các nội dung sau. Một là các hình biểu diễn. Trên bản vẽ này gồm có 3 hình biểu diễn, gồm hình cắt đứng, hình chiếu cạnh và mặt cắt rời. Mặt cắt rời này dùng để biểu diễn bề rộng của then được lắp trên trục của bánh răng số 2. Thứ hai là các em phải đánh số vị trí cho các chi tiết trên bản vẽ. Thứ ba là ghi kích thước. Và thứ tư, các em phải lập bảng kê cho các chi tiết có trên bản vẽ. Như vậy, cô đã trình bày xong nội dung của bài học ngày hôm nay. Cảm ơn các em đã lắng nghe.